đã là người dân vùng lũ thì có biết bao điều để nhớ khi mùa nước son tràn về. Sinh ra và lớn lên trên vùng đầu nguồn của sông Cửu Long, nên những mùa lũ đi qua đời tôi như một điệp khúc, cứ lặp lại nhiều lần mà thành quen, thành thân thuộc. Mùa nước về không chỉ mang theo phù sa dung bồi cho đồng ruộng, mà cá tôm cũng xuôi dòng tìm về với hạ lưu, và nó cũng trải tràn trong ký ức mình về một loài cá xuất hiện đầu tiên theo dòng nước lũ. Đã bao mùa rồi, đồng đất vùng châu thổ này khô kiệt khi mà mùa nước nổi theo quy luật tự nhiên đã dần dà mất hút. Như hiểu lòng mong mỏi của con người, mà năm nay ông trời mưa nhiều ở thượng nguồn, nên mùa nước son tràn về hạ lưu sớm hơn và dường như mực nước cao hơn so với các năm vừa qua. Có lẽ mấy năm liền không có lụt nên cá linh không về. Và người dân nơi đầu nguồn vùng lũ dường như nhớ lắm bữa cơm với cá linh trong những ngày mưa gió giữa trời nước mênh mông thở nào. Các bậc lão ngư cho biết, hàng năm cứ đến mùa nước nổi, cá linh đẻ trứng từ biển hồ Campuchia, rồi theo dòng Mekong đổ về các huyện đầu nguồn của sông Tiền và sông Hậu. Trên dặm đường trôi dạt ấy, chúng cứ lớn dần rồi men theo sông rạch để vào ao đầm và lên ruộng. Đầu mùa lũ, cá bằng đầu đũa, cuối mùa lớn bằng ngón cẳng cái. Đến lúc trưởng thành, chúng lại từ kinh rạch ào ạt tuôn ra sông cái, sông lớn để quay về thượng nguồn, làm nhiệm vụ duy trì một dòng đời mới cho mùa nước năm sau. Theo những người am hiểu thì loài cá này có hai giống khác nhau, đó là cá linh rìa và cá linh ống. Nhưng khi chúng còn nhỏ thì người ta gọi là cá linh cám, lớn hơn một chút thì gọi là cá linh non. Hồi trước, mỗi mùa nước son tràn về, từng đàn cá linh non kéo nhau đi săn nước. Lúc đó người ta chỉ cần dùng vợt lớn xúc ngược dòng nước cũng đủ cho bữa ăn hàng ngày. Khi nước bắt đầu tràn ngập các cánh đồng mênh mông, đàn cá linh nhởn nhơ trên đồng ruộng, chúng lớn lên hàng ngày, giúp cư dân nghèo khó dùng nước nổi, có đồng ra đồng vô đông gạo. Mùa cá linh về, người ta chuẩn bị những chiếc xuồng lưới để đánh bắt. Hồi trước khi nguồn lợi thủy sản mùa lũ nhiều vô kể, nên người dân sử dụng rất nhiều phương tiện như gió càng, gió cất, lưới giật, đặt dớn, đóng đáy, vân vân. Nhiều bậc cao niên kể rằng, cách nay hơn nửa thế kỷ, cá linh nhiều đến nỗi phải dùng vào việc ủ phân, nấu nước mắm hoặc làm mắm dự trữ. Có người còn nói, hồi trước nghèo không có dầu đốt đèn, nên người ta nấu cá linh để lấy dầu thắp sáng, giống như những vùng khác xài đèn bằng dầu mùa u vậy. Có thể nói, chưa nơi nào mà trữ lượng cá linh nhiều như ở sông Hậu, sông Tiền, và cũng chưa có loài thủy sản nào giữ một vai trò quan trọng trong đời sống cư dân vùng lũ này như cá linh. Ngày tôi lớn khôn, những năm lũ lớn, số lượng cá linh đánh bắt được nhiều mà không chợ nào tiêu thụ hết, nên chỉ còn biết làm mắm và ủ nước mắm. Có lẽ từ thời khai khẩn vùng đất này, do tính chất sản xuất tự cung tự cấp, mà người xưa biết dùng cá linh để làm nước mắm, để ăn quanh năm. Thế là cái chuyện làm nước mắm cá linh được truyền từ đời này sang đời khác. Có lẽ quen dần mà người dân vùng lũ quê tôi ít xài nước mắm biển mà chỉ ưa dùng nước mắm cá linh mà thôi. Xứ tôi dù giàu hay nghèo thì nhà ai cũng sắm vài cái khạp da bò để ủ nước mắm. Cá linh non còn tươi, chỉ cần rửa sạch rồi đổ vào khạp, rắc muối hột với tỷ lệ chừng 4 kg muối cho 40 kg cá. Người ta đậy nắp kín lại để phơi nắng, phơi sương ngoài sân,
Chừng 3-4 tháng sau thì cá phân hủy và có thể nấu nước mắm được rồi. Cá ủ để cả năm cũng được. Thời gian ủ đủ lâu thì nước mắm càng đậm đà hương vị. Vì nước mắm chỉ ăn trong gia đình nên khi cần người ta mới nấu. Mỗi lần chỉ nấu một khạp cá ủ mà thôi. Hết thì mới nấu tiếp. Thường một khạp cá ủ lấy được chừng 30 lít nước cốt. Thắng lấy nước cốt xong người ta lại tiếp tục nấu nước nhì dùng để kho cá cho ngon, chứ ít ai làm nước chấm. Phụ nữ ở quê tôi ai cũng thành thạo nấu nước mắm cá linh. Ai mà không biết thì bị bên chồng hoặc xóm giềng chê trách. Nước mắm cốt có màu đỏ tươi, mùi vị thơm ngon không thua gì nước mắm cá cơm Phú Quốc. Ăn quen rồi thì không thể bỏ được. Sau khi nước mắm nấu xong, để nguội, vô chai và phơi nắng chừng 2 ngày để giữ được màu sắc đặc trưng của nước mắm dùng lũ. Mỗi mùa cá linh về cũng là lúc những chùm điên điển hé nở, và nó cũng kéo dài mùa qua cho đến lúc cá linh lớn lên rồi ngược dòng về chốn cũ mới chịu tàn. Trong ký ức mình luôn ẩn hiện hình ảnh những cô thôn nữ với chiếc xuồng chống dài theo bờ rạch, bờ ruộng để hái bông điên điển. Xuồng đi qua từng đám cây điên điển vàng rực trong nắng. Người đứng trên xuồng đưa tay hái từng chùm bông, cho đến khi cả xuồng bông vàng đầy ắp. Người dân miền Tây có câu, canh chua điên điển cá linh, ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon. Ăn một mình không biết ngon là vì cá linh nhỏ, làm hơi tốn công, mà ngồi lặt bông nấu canh cũng tốn nhiều thời gian nữa. Một mình làm các việc tỉ mỉ xong, đến khi có nồi canh thì mệt quá. Cho nên bắt được cá linh thì cả nhà xúm vào, người làm cá, người đi hái bông, người lặt bông, người kiếm mẻ, người nấu, người kiếm trái ớt hiểm dầm nước mắm mặn. Cá linh non chế biến được rất nhiều món: kho lạc dầm me, kho mía, nấu canh chua, chiên giòn, lăn bột, vân vân. Nhưng muốn thưởng thức hương vị đậm đà của loài cá này thì kho một nồi mắm cũng bằng mắm cá linh sẽ rất tuyệt hảo. Bao năm qua, hương vị của nồi mắm cá linh vẫn nguyên vẹn trong tôi, bởi đó là mùi hương của đất đai quê mình. Những vị ngọt, bùi, mặn, đắng của mắm, của cá, của rau trong bữa cơm chiều quê sao mà dịu êm và đầm ấm quá đỗi. Những ngày đón lũ, nhìn con nước đổ về dâng đầy sông rạch, tràn vào đồng ruộng mênh mông, cho cá linh theo về và cho những hàng cây điên điển chỗ rực sắc hoa vàng. Mấy năm liền, lũ thượng nguồn đổ về ít dần, khiến cá linh ngày càng thưa thớt. Những cánh đồng mênh mông biển nước như ngày xưa cũng dần thu hẹp vì có đê bao để làm lúa tăng vụ. Mùa cá linh có lẽ chẳng bao lâu sẽ trở thành hoài niệm, như một ký ức xa xôi. Và ở đó có những con người quanh năm vật vã với cái ăn, nhờ con cá linh mà nuôi con, nuôi cháu phỏng phao thành người. Mùa cá linh mãi hoài là sự tri ân, là niềm mong đợi của người dân quê tôi, nơi đầu nguồn nước lũ của dòng Cửu Long Giang. Thuyền đồng Kiên Long sẽ chấp cánh đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc. Đồng hành khát vọng, niềm tin, thành đạt, hạnh phúc và bền vững. Ngân hàng Kiên Long sẵn lòng chia sẻ.